Và bây giờ tôi muốn nói về cái nội dung cuối cùng. Thì nội dung này nó cũng là trong cái môn học về quản trị nhân sự rồi. Nhưng mà riêng đối với lực lượng bán hàng thì chúng ta phải làm gì để mà đưa ra những cái chính sách lương bổng đãi ngộ phù hợp, tăng năng suất bán hàng. Thì chúng ta lưu ý là cái chương trình bán hàng, cái chương trình kế hoạch để mà tăng năng suất bán hàng cũng như là làm tăng hiệu quả của đội ngũ, thì đó là chúng ta phải giúp cho cái lực lượng bán hàng đảm bảo được tiêu chuẩn sống và có được những cái vấn đề về tinh thần làm việc tốt hơn. Như vậy thì làm sao chúng ta có rất nhiều phương thức. Ở đây tôi liệt kê lên 5 phương thức cơ bản, tức là chúng ta sử dụng lương, hay là chúng ta sử dụng hoa hồng thần tí, hay là chúng ta sử dụng phương pháp ứng tiền, lương cộng thưởng hoặc là lương cộng hoa hồng. Thì ở mỗi một phương pháp đều có cái cách thức thực hiện. Và thực sự thì hiện nay cái hình thức thứ năm đang là cái hình thức được ưa chuộng nhất ở tất cả, hầu như là tất cả các loại hình doanh nghiệp, với lý do là nếu như chúng ta đặt ra cái chương trình lương cộng hoa hồng thì chúng ta sẽ có cái khoản lương cứng để cho nhân viên họ có cái sự gắn kết với doanh nghiệp, và nếu có hoa hồng trên từng cái sản phẩm bán ra thì họ sẽ có cái động cơ làm việc cao hơn. Còn nếu các anh chị chỉ áp dụng cái phương thức thứ hai là phương thức hoa hồng á, thì với phương thức này các anh chị thấy là doanh nghiệp sẽ cái mức độ cam kết của người nhân viên đối với doanh nghiệp sẽ rất thấp, với lý do là họ khi nào bán được sản phẩm thì họ mới có thu nhập, cho nên là họ sẽ không có cái lương cứng tại doanh nghiệp. Chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí nhưng mà cái tỷ lệ luân chuyển nhân sự sẽ rất là cao, đúng không ạ? À? Và các cái phương thức này thì mỗi một phương thức đều sẽ có cái ưu và nhược điểm. Tuy nhiên như tôi nhắc lại là ở phương thức thứ năm là cái phương thức được áp dụng một cách phổ biến nhất đối với các cái doanh nghiệp, và đặc biệt là rất phù hợp với lực lượng bán hàng. Thì như chúng ta cũng thấy là các cái kế hoạch khuyến khích nhân viên thì nó có rất nhiều các cái lý thuyết, trong đó thì những cái lý thuyết này tôi nghĩ là các anh chị cố gắng tự đọc thêm vì đã có trong môn quản trị nhân sự rồi. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta nên lưu ý là để động viên nhân viên nó có hai yếu tố. Thứ nhất là thu nhập vật chất, và thứ hai là thu nhập về mặt tinh thần, đúng không ạ? À? Tinh thần tôi cũng nói là thu nhập, bởi vì sao vậy? Vì khi mà người ta làm việc, ngoài cái vấn đề về thu nhập thì người ta rất cần, như chúng ta đã nói hôm qua, là một cái môi trường làm việc tốt, một cái cơ hội để thăng tiến và cái sự thừa nhận về năng lực. Thì đây là cái nhu cầu rất là quan trọng, đúng không ạ? À? Cho nên là khi mà được cơ hội thăng tiến này, khi mà có được cái sự thừa nhận tốt thì chúng ta sẽ gắn bó với tổ chức hơn và cái sự nỗ lực sẽ cao hơn. Đó là cách thức để động viên. Cuối cùng thì chúng ta nói đến công tác đánh giá. Thì như các anh chị cũng thấy là đánh giá nhân viên bán hàng để làm gì? Đánh giá để chúng ta xác định được cái chính sách phù hợp cho họ. Và muốn đánh giá nhân viên bán hàng thì thông thường chúng ta sẽ có các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là doanh số. À, chắc chắn rồi, đối với nhân viên bán hàng thì đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất, đúng không ạ? À? Người này có đạt được chỉ tiêu bán hàng hay không? Không đạt chỉ tiêu thì rõ ràng là theo quy định của doanh nghiệp, ví dụ trong 3 tháng hoặc 6 tháng thì người này sẽ bị sa thải. Cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá đó chính là doanh số và cái chỉ tiêu bán hàng. À, tiếp theo là chúng ta có thể đánh giá dựa trên một số những cái tiêu chuẩn phụ, ví dụ như là những cái số lượng đơn đặt hàng hoặc là phát triển thị trường như thế nào. Rồi cái công tác tham gia cái công tác huấn luyện ra sao và cái thái độ làm việc như thế nào, thì đó là một số các cái tiêu chuẩn phụ, nhưng tiêu chuẩn quan trọng nhất vẫn là tiêu chuẩn về mặt doanh số. Và cái tiến trình đánh giá thì chúng ta thấy là doanh nghiệp hàng năm sẽ tổ chức đánh giá vào khoảng 6 tháng hoặc 1 năm một lần, để mà họ sẽ nâng, gọi là sẽ có cái thăng tiến cho những cái nhân sự có cái thành tích làm việc tốt, hoặc là sẽ có cái công tác là sa thải, hoặc là chúng ta cải tiến cái năng lực làm việc, hoặc là thưởng cho những cái đối tượng mà đạt được cái hiệu quả cao. Thì các anh chị thấy hiện nay ở những cái doanh nghiệp mà kinh doanh những cái mặt hàng tiêu dùng nhanh á, thì họ thường thưởng cho nhân viên theo tháng hoặc là theo quý, và những cái doanh nghiệp mà họ trực tiếp phục vụ khách hàng thì thậm chí là theo tuần, tức là những cái người mà trong tuần đó đạt được những cái kết quả công việc một cách cụ thể rõ ràng thì sẽ được thưởng ngay lập tức để mà kích thích tinh thần làm việc. Và nếu như trong trường hợp không đạt yêu cầu công việc thì họ sẽ có những cái hoạt động như là phê bình. Phê bình thì chúng ta dùng cái từ nó hơi hơi cổ rồi, nhưng mà thực ra là có những cái trao đổi để mà khắc phục cái nhược điểm của nhân viên này.
Và nếu mà nhân viên này vẫn tiếp tục mắc cái khuyết điểm hoặc là tiếp tục không đạt được cái doanh số đề ra thì chúng ta phải có cái hướng giải quyết, hoặc là chúng ta chuyển vào bộ phận khác, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện cái công tác sa thải. Và lưu ý là trong cái việc sa thải thì cũng phải đúng với luật, tinh thần của luật, tức là phải dựa trên những cái quy định của luật lao động và cái thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì đấy chính là khi chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ có những cái kết quả được đưa ra như vậy. Thì thực sự thì nội dung của chương số 7 là nội dung mang tính chất tham khảo là chính, bởi vì là các anh chị đã học cái môn quản trị nhân sự rồi. Cho nên các anh chị lưu ý đánh dấu cho tôi ở hai cái mảng nội dung mà các anh chị nên cho thêm ví dụ và quan tâm hơn để làm bài tập được tốt hơn. Đó là cái nội dung này. Các anh chị đánh dấu vào cái nội dung đó trong tài liệu nhé. Và về tìm thêm ví dụ để mà chúng ta sẽ có cái liên quan đến cái phần làm bài tập. Đây, thì đây là nội dung thứ nhất trong chương số 7 cần phải lưu ý. Đó là các cái hình thức, các cái chính sách mà doanh nghiệp áp dụng cho đội ngũ nhân sự của mình. Ví dụ như lương hay hoa hồng, hay là lương cộng thưởng hay lương cộng hoa hồng. Ở mỗi hình thức các anh chị cố gắng là tìm hiểu nó thêm và cố gắng cho một cái ví dụ về các cái phương thức áp dụng cho nhân viên. Nội dung thứ hai cần lưu ý đó là các cái chính sách đãi ngộ vật chất và phi vật chất áp dụng tại doanh nghiệp. Như vậy thì các cái chính sách vật chất và phi vật chất áp dụng tại doanh nghiệp á, thì chúng ta có thể thấy đó là chương trình lương bổng này, thưởng này, phúc lợi này, rồi đào tạo, hoặc là rất nhiều các cái chương trình khác nhau, đúng không ạ? Còn về cái nội dung đánh giá thì các anh chị chúng ta chỉ tham khảo thôi, chúng ta sẽ không có trong cái nội dung thi. Vì nội dung này á, chủ yếu mà cái tiến trình đánh giá là cái công việc của nhà quản trị bán hàng. Và thực sự thì cái người làm công tác quản trị bán hàng không có toàn bộ cái quyền quyết định mà sẽ có cái bộ phận nhân sự hỗ trợ. Cho nên trong trường hợp này các anh chị sẽ thấy là giám đốc bán hàng sẽ đưa những cái thông tin về quá trình đánh giá, nhưng mà cái người mà ra kết luận cuối cùng sẽ là cái người phụ trách bên khâu nhân sự. Cho nên cái này chúng ta chỉ cần mang tính chất tham khảo mà thôi, được không ạ? Và như vậy thì các anh chị đã học lần lượt tổng cộng là 7 chương từ hôm qua đến hôm nay. Các cái câu hỏi bài tập thì tôi thấy là cả hai lớp các anh chị đã thực hiện rất cả 4 lớp các anh chị đã thực hiện rất là tốt. Và tôi cũng mong muốn là khi mà các anh chị đi làm bài kiểm tra đó thì các anh chị sẽ giữ vững cái phong độ này. Bài thi của các anh chị thì hôm qua đến giờ chúng ta đã ôn tập rồi nên không có câu hỏi ôn tập nữa. Tức là chúng ta đi thi sẽ theo cái dạng đề như vậy, rất là đơn giản. Các anh chị sẽ thi dưới dạng đề mở. Và thời gian thi của các anh chị là 60 phút. Tôi sẽ ra cái dạng đề như sau. Chẳng hạn như là tôi sẽ cho các anh chị làm thẳng lên trên đề chứ không phải làm riêng trong một tờ giấy. Các anh chị lưu ý, ví dụ như khi tôi phát cái đề ra thì chẳng hạn như câu số 1, tôi ghi các anh chị là trình bày về cái vấn đề gì đó, thì các anh chị sẽ được tôi để chừa khoảng 10 dòng cho các anh chị viết thôi, để tránh cái tình trạng là các anh chị ghi chép quá nhiều, mất thời gian của cả hai bên. Và xáo rỗng tôi không cần viết, tôi chỉ cần những cái nội dung trọng điểm thôi. Sau đó là sang câu số 2, tôi cũng chừa cho các anh chị 5 dòng hoặc 7 dòng tùy vào cái nội dung của câu hỏi. Và như vậy thì các anh chị với 60 phút thì các anh chị sẽ có khoảng 3 câu hỏi đến 4 câu hỏi là tối đa. Và những câu hỏi này không có lý thuyết, các anh chị lưu ý nhé, tôi không hỏi lý thuyết. Tôi sẽ không hỏi các anh chị là ngân sách bán hàng là gì hay là chỉ tiêu bán hàng là gì, tôi sẽ không bao giờ hỏi câu như vậy. Mà những câu hỏi của tôi sẽ là những câu hỏi giống như từ hôm qua đến hôm nay chúng ta làm bài tập, tức là những câu hỏi ứng dụng. Chẳng hạn tôi có thể hỏi các anh chị là trình bày vai trò của đại lý thông qua một cái ví dụ cụ thể, chứ tôi không hỏi các anh chị đại lý là gì. Các anh chị lưu ý vậy ha. Cho nên đừng mất thời gian ngồi chép đại lý là cái gì đó, mất thời gian. Các anh chị trả lời thẳng vào vấn đề. Lưu ý là nếu như tôi chừa cho các anh chị chừng đó dòng thì các anh chị chỉ viết trong chừng đó thôi, cho nên phải chọn lọc thông tin và không được cố tình lấy thêm một tờ giấy xong rồi viết là cô ơi vui lòng xem thêm bên này nữa. Các anh chị đừng làm như vậy ha. Các anh chị trả lời gói gọn trong nội dung đó thôi, vì tôi chỉ muốn là ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ thông tin. Bởi vì chúng ta là dân làm quản trị cho nên không có cần phải dài dòng, đúng không ạ? Dân quản trị kinh doanh là ngắn gọn, đầy đủ, chính xác. Cho nên các anh chị không có cần phải lê thê lết thế nào là mở đầu là ngày nay Việt Nam gia nhập WTO này nó, tôi không cần những cái câu mở đầu như vậy. Các anh chị trả lời thẳng vào vấn đề, ngắn gọn thôi và hãy đầy đủ, chọn lọc thông tin để trả lời.
Thì như vậy đó là cái cấu trúc đề thi của chúng ta rất là ngắn gọn, rất là đơn giản, nhưng mà các anh chị phải có kiến thức thì các anh chị mới làm được bài. Và chúng ta hoàn toàn được mang rất nhiều tài liệu đến lớp, thậm chí là chọn nguyên một cái xe sách đến cũng được, muốn xem cái gì cũng được, để mở các chị thoải mái, không có vấn đề gì hết. Và tôi nghĩ là cả bốn lớp chúng ta đều là những người đã có kinh nghiệm làm việc rồi, là một này. Cái thứ hai là từ hôm qua đến giờ tôi đánh giá là các anh chị trả lời rất là tốt các cái câu hỏi, và thậm chí có nhiều điều tôi phải học hỏi từ các anh chị, cho nên là tôi mong là tất cả chúng ta sẽ thi tốt môn học này.